Xin chào nha. Đúng mô tô giới thiệu tới cho anh em một chiếc Rebel mẫu nhỏ nha, 125 mẫu nhỏ nha. Xe rất là đẹp nha. Rebel 125 mẫu nhỏ nha, dòng xe Rebel 125 mẫu nhỏ hai máy. Xe mẫu nhỏ dành cho những người lớn tuổi nè, sử dụng nha. Dòng xe mẫu nhỏ này máy chạy rất là bền nha, chạy rất là nhẹ. Bô ra rất là dọc. Xe dần xi rồi còn rất là đẹp anh em. Xe này dành cho những người lớn tuổi nè, những người to con, ngoài những người nhỏ con nha, thấp bé, dạ, sẽ như chân cẳng hơi yếu, đi mấy dòng này rất là tốt nha, chạy rất là nhẹ luôn. Máy móc là nguyên zin nha anh em, chạy rất là nhẹ. Xe mua về chỉ có chạy thôi, không cần làm cái gì hết. Xe bên em bán ra thì khách hàng chỉ có mua về sử dụng thôi, không cần làm bất cứ cái gì nha. Nhiều khách hàng mua xe bên em rất là tin tưởng nên bên em bán rất là được. Xe anh em thấy nó đẹp không? Mẫu nhỏ nha. Mẫu nhỏ nhà giờ rất tìm rất là khó này, nhiều người tìm vì người ta thích mẫu nhỏ đi cho nó nhẹ. Giá của nó là 38.500 nha. Anh em nào mua thì chốt giá cho em nha, 38.500 xe đẹp nha. Anh em nào mua thì chốt giá cho em số điện thoại là 0369 669 659, hoặc tới cửa hàng địa chỉ em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú dùm nha. Địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, gần ở tới 4 xã nha. Hoặc anh em không biết thì liên lạc cho em số điện thoại là 0369 669 659 nha. Cần dựa chống đổ rồi đầy đủ hết, cần dựa rồi chống đổ rồi, ok rất là đẹp. Anh em nào mua thì mình nhanh tay mà chốt giá liền nha, để còn xe nhiều lúc em bán là anh em gọi điện. Với lại em lưu ý nè, hiện tại anh em mua xe anh vừa em đăng video lên là em có để ngày cho anh em xem luôn nha. Giả sử như ngày mấy anh em muốn mua chiếc xe gì cứ nói ngày là em biết nha. Em có để ngày á, nên anh em nào muốn mua xe gì cứ nói ngày đi, vì anh em nói xe bên em bán nhiều anh không nhớ được xe nào với xe nào, anh em cứ nói ngày em biết. Anh em nào chưa đăng ký kênh bên em thì bấm đăng ký kênh nha, để video sau em sẽ đưa tiếp về một chiếc Rebel 150 luôn, xe đẹp luôn. Xe hiện tại xe đang về. Còn đây là chiếc Rebel 125 mẫu nhỏ dành cho những người lớn tuổi sử dụng nha. Xe còn rất là sáng, rất là đẹp. Anh em nào mua thì mau và chốt giá liền nha. Em xin chào tạm biệt hết anh em nha. Nhắc lại đi, 262 đường Tân Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha, thành phố Hồ Chí Minh nha. Số điện thoại là 0369 669 659 nha. Rebel 125 mẫu nhỏ nha, dành cho những người lớn tuổi nè, những người nhỏ con sử dụng rất là tốt, chạy rất là nhẹ. Vì đó số mẫu nhỏ này là cái máy nó bền lắm, chạy rất là nhẹ, vô ra là nó dọc liền, nên được nhiều người thích đó. Giá của nó là 38.500 nha, anh em nào mua thì gọi điện cho em liền nha, để chốt giá giữ xe. Anh em nào muốn mua Rebel NC 170 kích nước bên em vẫn có nha. 150, 125 bên em có đầy đủ hết nha. Anh em nào mua thì gái nha. Suzuki 1GS 125 cũng có luôn. Rồi chào.